Như thường lệ, bình luận của Mũi Trưởng Long về họ Hoàng vẫn thu hút sự chú ý của netizen. Mới đây, Dương Hoàng Yến đã cập nhật hình ảnh mới nhất của mình với mái tóc nhuộm màu xám khói. Diện mạo mới của nữ ca sĩ khiến fan vô cùng bất ngờ, bởi từ trước đến nay, cô giáo Yến luôn giữ hình ảnh truyền thông với mái tóc đen huyền thoại. Theo như chia sẻ, nữ ca sĩ đã thay đổi màu tóc của mình là do bị đồng đội sau nhập ngũ Hậu Hoang dụ dỗ. Cụ thể lời chia sẻ như sau: "Mọi người có nhận ra ai đây không ạ? Đồng chí Hậu Hoang dụ dỗ vào đời thành công, lần đầu chơi lớn." Dưới bài đăng của Dương Hoàng Yến, Mũi Trưởng Long đã lập tức để lại bình luận: "Tuổi trẻ chưa trải sự đời." Khi cô giáo Yến than vãn khổ tâm, thì lúc đó đồng chí Mũi Trưởng đã đáp lại: "Bị trẻ trâu dụ dỗ mà." Còn Khánh Văn thì cũng cho rằng ai chơi cùng với Hậu Hoang cũng sẽ trở thành một phiên bản của Thánh Nhạc Chế. Hậu Hoang là người cực chuộng nhậm tóc với những màu sắc nổi bật. Cô nàng gần như đã thử đủ màu tóc khác nhau. Vì thế, việc rủ rê bạn bè, ép nằm bản thân cũng chẳng có gì là lạ.